Thực hư Phạm Đoan Trang bị bắt sau đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ. Việc công an bắt được Phạm Đoan Trang, thủ lĩnh truyền thông dẫn chủ, đệ tử của trịnh hội Voice, chủ hụi của vô số băng nhóm chống đối như Tạp chí Luật Khoa, Green Cheese, Mạng lưới Blogger Việt Nam, Nhóm Hành động Vì Đồng Tâm, Nhà xuất bản Tự do, đang được truyền thông nước ngoài như BBC, RFA và Đồng Đảng trong nước nhấn mạnh rằng công an, chọn thời điểm sau đối thoại nhân quyền Việt Mỹ lần thứ 24 vì mấy lý do như sau. Theo Nguyễn Quang A, để tránh phải chịu áp lực tại phiên đối thoại. Còn theo Vũ Quốc ngữ, để chứng tỏ chính quyền Hoa Kỳ không có ảnh hưởng lên Hà Nội về nhân quyền. Tổ chức nhân quyền thì cho rằng cho thế giới thấy chính sách triệt tiêu đối với giới bất đồng chính kiến của Việt Nam. Như vậy Thực sự có phải công an Việt Nam chọn thời điểm sau đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ để bắt đoan trang hay không? Kỳ thực, đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ diễn ra bình thường, truyền thông chống cộng như BBC, RFA và đám tung hứng dân chủ trong nước, không có gì để truyền thông, lăng xê, thổi phồng như mọi khi, ngoại trừ một vài tiếng nói yếu ớt đề nghị thả tự do cho nhà dân chủ, XY nào đó trước phiên đối thoại, đại diện đoàn đối thoại của Mỹ còn phát biểu ca ngợi 25 năm quan hệ tiến bộ vượt bậc Việt Mỹ, cũng đã đủ làm sẹt tâm lý trong ngóng của đám giận chủ trong lẫn ngoài nước. Như vậy, nói phiên đối thoại nhân quyền trong bối cảnh quan hệ Việt Mỹ tiến bộ như hiện nay, khiến công an Việt Nam phải chọn thời điểm bắt như Nguyễn Quang A đã nói, thực sự là ảo tưởng chưa dứt. Từ đến, việc công an quyết định bắt, khởi tố trường hợp nào thường trải qua quá trình điều tra lâu dài kỹ lưỡng chứng cứ đã hòm hòm không phải là thích bắt lúc nào thì bắt hay được chọn thời điểm hay muốn thách thức hoa kỳ và thế giới gì đó như mộng tưởng của giới dân chủ bản thân đoan trang biết trước việc này vì đã trải qua quá trình làm việc với cơ quan an ninh lo sợ khiến cô ta trốn chui trốn lủi như chuột suốt thời gian vừa qua thường xuyên thay đổi chỗ ở tìm mọi cách trốn tránh khả năng tiếp xúc với công an qua đó thấy rõ công an túm được cô ta lúc nào và bắt ở đâu chỉ cốt là đọc lệnh nữa mà thôi. Bản thân đám dẫn chủ thừa biết Đoan Trang đã viết, đã trả lời phỏng vấn xuyên tạc bị đặt chính quyền, thể chế ra sao tuyên bố lật đổ chính quyền như thế nào cổ vũ các hoạt động chống đối kể cả bạo lực xuất bản trái phép tài liệu chống phá như thế nào. Hoạt động của Đoan Trang không khác gì Nguyễn Văn Đài Phạm Trí Dũng thì việc bị bắt xử lý theo luật hình sự là tất yếu. Cách thức gắn ghép với sự kiện đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ chẳng qua là trò vuốt đuôi, ảo tưởng hão huyền hoặc đơn giản là cái cớ thu hút truyền thông phủ nhận lý do bị bắt là vì vi phạm pháp luật Việt Nam muốn bẻ lái tính chất vụ án thành chính trị hóa, quốc tế hóa nhằm vận động nước ngoài can thiệp loài bịp những người thiếu thông tin hiểu biết còn bất mãn ác cảm với chính quyền mà thôi những chiêu trò này cũ dích lắm rồi.